Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với bản tin buổi sáng hôm nay thứ Bảy, ngày 16 tháng 9 năm 2023. Mình phát cảm ơn các bạn rất nhiều và chúc các bạn một ngày mới thật nhiều sức khỏe và luôn luôn thành công. Thưa các bạn, trên thị trường quốc tế, giá vàng thế giới tăng nhẹ sau báo cáo lạm phát mới nhất của Mỹ. Quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới SPDR tiếp tục bán dòng mạnh, phản ánh tâm lý bi quan của các nhà đầu tư trên thị trường quốc tế về triển vọng tăng giá của kim loại quý này. Ở trong nước, giá vàng đảo chiều tăng theo biến động của thị trường thế giới sau khi có nhiều phiên hạ nhiệt. Tuy nhiên, chênh lệch giá vàng trong nước và thế giới được duy trì tại mức 12.800.000 đồng một lượng so với giá vàng miếng và 1.600.000 đồng một lượng so với giá vàng nhẫn bút số 9. Hiện, giá vàng SJC niêm yết ở chiều mua phổ biến ở quanh mức 68 triệu đồng một lượng và ở chiều bán quanh mức 68.700.000 đồng một lượng. Giá vàng nhận bố số 9 niêm yết ở hai chiều mua bán cao nhất tại 56.450.000 đồng một lượng và 57.450.000 đồng một lượng. Cụ thể, vào thời điểm sáng nay, giá vàng SJC tại thành phố Hồ Chí Minh niêm yết ở chiều mua vào tại mức 68 triệu đồng một lượng, chiều bán 68.700.000 đồng một lượng. Tại Hà Nội, giá vàng đang niêm yết ở chiều mua tại mức 68 triệu đồng một lượng, còn ở chiều bán 68.720.000 đồng một lượng. Biên độ giao dịch cho chiều mua và chiều bán tại SJC 700.000 đồng một lượng. Cùng tại thời điểm, tập đoàn vàng bạc đá quý Doji niêm yết giá vàng mua vào và bán ra tại thành phố Hồ Chí Minh ở mức 68 triệu đồng một lượng và 68.700.000 đồng một lượng. Tại Hà Nội, hiện đang có mức giá thấp hơn so với tại thành phố Hồ Chí Minh khi ở chiều mua đứng tại mức 67.900.000 đồng một lượng và 68.800.000 đồng một lượng chiều bán. Biên độ chênh lệch giữa chiều mua và chiều bán tại Doji từ 700 cho đến 900.000 đồng một lượng. Vàng SJC tại PNG niêm yết giá mua vào và bán ra tại thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội như sau. Tại Hà Nội, hiện đang có mức giá chiều mua 68 triệu đồng một lượng, chiều bán 68.800.000 đồng một lượng. Tại thành phố Hồ Chí Minh cũng có mức giá tương tự so với tại Hà Nội khi ở chiều mua đứng tại mức 68 triệu đồng một lượng, còn ở chiều bán 68.800.000 đồng một lượng. Biên độ giao dịch trước chiều mua về chiều bán tại PNG 800.000 đồng một lượng. Giá vàng SJC ở các tổ chức lớn và một số ngân hàng. Tại Phú Quý SJC, ở chiều mua hiện đang có mức giá 68 triệu đồng một lượng, chiều bán 68.700.000 đồng một lượng. Tại Bảo Tín Minh Châu, ở chiều mua đứng tại mức 68.050.000 đồng một lượng, chiều bán 68.720.000 đồng một lượng. Tại My Hồng SJC, ở chiều mua hiện đang có mức giá 68.100.000 đồng một lượng, còn ở chiều bán 68.450.000 đồng một lượng. Tại ngân hàng Eximbank, ở chiều mua đang giao dịch tại mức 68.200.000 đồng một lượng, chiều bán 68.700.000 đồng một lượng. Giá vàng nhẫn bố số 9 vàng nữ trang. Theo đó, ở chiều mua hiện đang niêm yết mức giá từ 21.984.000 đồng một lượng đến 56.450.000 đồng một lượng. Còn ở chiều bán có mức giá niêm yết từ 23.984.000 đồng một lượng đến 57.450.000 đồng một lượng. Tiếp theo, mời các bạn hãy cùng theo dõi tỷ giá ngoại tệ tại thị trường chợ đen. Thưa các bạn, dù hồi phục, giá vàng thế giới vẫn đang ở gần mức đáy của 3 tháng, dưới áp lực đến từ triển vọng lãi suất cao hơn, lâu hơn ở Mỹ. Cộng thêm xu hướng tăng của tỷ giá đồng đô la và lãi suất trái phiếu của bạc Mỹ.
Báo cáo ngày hôm thứ Năm từ Bộ Lao động của Mỹ cho thấy, chỉ số giá nhà sản xuất PPI lõi của tháng 8 chỉ tăng 0,2% so với tháng trước, một mức tăng trong tầm kiểm soát và phù hợp với dự báo mà các chuyên gia kinh tế đưa ra trong cuộc khảo sát trước đó của hãng tin Dow Jones. Tuy nhiên, chỉ số giá sản xuất PPI toàn phần vẫn tăng 0,7%, cao hơn mức dự báo tăng 0,4% mà giới chuyên gia đưa ra. Trước đó, báo cáo chỉ số giá tiêu dùng CPI công bố trong phiên ngày hôm thứ Tư cho thấy chỉ số CPI lõi của tháng 8 nhỉnh hơn một chút so với dự báo, nhưng có giảm tốc so với tháng trước. Ngoài ra, báo cáo ngày hôm thứ Năm từ Bộ Thương mại Mỹ cho thấy doanh thu bán lẻ tháng 8 tốt hơn dự báo, tăng 0,8% thay vì tăng 0,1% như dự báo của các chuyên gia kinh tế. Nếu không tính ô tô, doanh số bán lẻ tháng 8 tăng 0,6% so với mức dự báo tăng 0,4%. Lạm phát giảm là một tin tốt đối với thị trường vàng ở thời điểm này vì củng cố khả năng Fed có thể sẽ tiến gần hơn tới chỗ kết thúc chiến dịch tăng lãi suất để chống lại lạm phát. Tuy nhiên, với một nền kinh tế còn mạnh, lạm phát sẽ khó giảm nhanh về mục tiêu 2% của Fed, dẫn tới việc Fed có thể sẽ giữ lãi suất ở mức cao trong thời gian lâu hơn, tạo ra một môi trường không có lợi cho một tài sản không mang lãi suất như là vàng. Chuyên gia ông David Meager của Futuri nhận định, một vài con số trong các báo cáo lạm phát vẫn còn cao hơn so với dự báo. Bởi vậy mà lãi suất trái phiếu kho bạc của Mỹ tăng và tiếp tục gây áp lực giảm giá lên vàng. Chỉ số đồng đô la Mỹ, thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh so với 6 đồng tiền chủ chốt khác đã tăng đạt mức cao nhất trong vòng 6 tháng. Chốt phiên, chỉ số này đạt trên mức 105 điểm. Ông David Meager nói, trên thị trường vẫn còn mối lo ngại rằng Fed có thể sẽ tiếp tục tăng lãi suất hoặc là lợi suất trái phiếu còn tăng. Tất cả những điều này đều không có lợi cho vàng. Dữ liệu từ công cụ FedWatch của sàn CME cho thấy các nhà giao dịch đang đặt cược khả năng 97% Fed không tăng lãi suất trong cuộc họp tháng này, trong khi khả năng Fed tăng lãi suất trong cuộc họp tháng 11 là 63%. Cùng ngày thứ Năm, Ngân hàng Trung ương châu Âu ECB tăng lãi suất lên mức cao kỷ lục 4%, nhưng phát tín hiệu đây có thể là đợt tăng cuối cùng trong chu kỳ thắt chặt này. Giới phân tích cho rằng mốc 1.900 đô la Mỹ một ao đang là một ngưỡng hỗ trợ tốt của giá vàng và có thể hấp dẫn một số các nhà đầu tư mua vào. Tuy nhiên, quỹ vàng khổng lồ SPDR vẫn duy trì xu hướng bán ròng. Trong phiên ngày hôm thứ Năm, quỹ đã bán ròng 2,3 tấn vàng, còn nắm giữ 879,7 tấn. Trong 2 ngày liên tiếp, quỹ đã bán ròng 5,2 tấn vàng, tương đương khoảng 0,6% khối lượng nắm giữ. Thưa các bạn, những nội dung vừa rồi cũng đã khép lại bản tin buổi sáng hôm nay, thứ Bảy, ngày 16 tháng 9 năm 2023 trên kênh của Minh Phát. Đến đây cũng xin được khép lại. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi video này nhé. Chúc các bạn một ngày mới thật nhiều sức khỏe và luôn luôn thành công. Các bạn cũng đừng quên nhấn giúp mình phát một like nhé. Xin trân trọng cảm ơn. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong các bản tin tiếp theo.